Video này mình muốn chia sẻ cho các bác là cách để làm sao làm chủ Kawin. Thì các bác có thể thấy là tất cả những clip của mình thì mình sẽ không chơi lòng vòng, chơi dài. Kể cả lúc lòng mình đỏ nhất hay là lúc mình đen nhất, mình phải có xác định là mình chơi theo kiểu chủ thật. Đó. Còn nếu mà các bác chơi xanh chín ấy, bây giờ mình có 5 mở và mình chơi nhiều đi, chơi nhiều vòng cầu đi, thì các bác làm sao các bác chơi lại được con game bài đổi thưởng Kawin đó? Vì các bác phải hiểu là khi các bác bỏ tiền vào đây, tất cả mọi tiền của các bác nó đều là số điểm, nó không in ở đây là tiền Việt Nam đồng đó, nó cũng không in mệnh giá như này hay là như thế kia. Thế nên là các bác khi mà các bác bỏ tiền vào thì tất nhiên là ai cũng tâm lý là muốn chiến thắng thôi. Nhưng mà khi mà các bác chơi ấy, các bác phải nhớ cho mình cái yếu tố đó là cái yếu tố chụp giật. Đó, nhanh gọn, không lâu la. Đó. Và cái thứ hai là các bác phải là test vòng cầu rõ ràng. Và cái thứ ba là khi mà các bác chơi, các bác theo đúng cái quy trình của mình ấy, thì mình khuyên là lên thắng khoảng tầm là 1 đến 2 lần tăng tiền nhất định là các bác phải dừng. Mình lấy ví dụ như bây giờ là mình có 5 mở, bây giờ mình muốn ép nó ra bên đỏ này thì phải làm như nào? Ba yếu tố rất đơn giản, bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em làm sao để làm chủ Kawin với ba yếu tố. Nếu các bác hiểu được cái yếu tố này thì xin vui lòng các bác là hãy tuân thủ nghiêm ngặt theo cách chơi của mình đó. Còn khi trường hợp nào nếu mà nó bị pick thì vui lòng các bác hãy bình luận bên dưới thì mình sẽ tìm cho các bác một cái giải pháp nào nó ổn định hơn anh các bác nhá. Rồi ok, thì khi mà các bác chơi con game bài đổi thưởng Kawin, mình vẫn bảo là tất cả mọi trò các bác đều phải test cho mình là vốn nhỏ tiền nhất minimum. Khi mà các bác test nhỏ tiền nhất thì thứ nhất là các bác hiểu thêm được cái dãy cầu này nó về bên đen này, xong nó bệt ra như này này, nó có chiều hướng này, giống như khi mà các bác đi một con đường đi, nó lạ lẫm vãi thưởng ra, các bác đi một lần các bác run đi, không dám ga mạnh đúng không? Nhưng mà khi mà các bác đi khoảng tầm là 10 lần, 20 lần, đôi khi các bác còn bốc đầu ở con đường đó, các bác công nhận phải với ý của mình đúng không ạ? Thì với con game bài đổi thưởng Kawin này, thì các bác phải test cho mình đã, mọi trò các bác phải test, đó. Còn thứ hai là các bác, khi mà các bác test xong rồi, nếu mà các bác muốn lật nhiều lần giống như mình thì các bác phải có một cái tư duy logic. Còn nếu mà mình khuyên các bác nào mà chưa hiểu biết thì vẫn còn game bài đổi thưởng Kawin thì mình vẫn khuyên là chọn một lần được các bác dừng nhá. Đầu tiên là phải test cầu, cái thứ hai là phải biết là chơi trong vòng bao nhiêu lâu đó. Khi mình tăng vốn lên, mình chơi thắng khoảng tầm là mình bỏ 5 triệu, lời khoảng tầm là 1 đến 2 triệu là mình phải dừng đó. Còn trường hợp mà cứ một ăn một thua là thôi, chơi khoảng tầm 4 lần không được là dừng. Còn cái thứ ba là cái tư duy logic là như nào. Khi mình ví dụ nhá, đây nó như một cái dòng bài như này, mình chơi 1.000 thôi, mình lật bừa ở đây thì các bác nhìn này, bích này, ép này, tư duy logic ra 2 con rồi đúng không, thì nó bẻ sang bên đỏ đúng không, một lần này sang bên cơ này, một lần sang bên rô này sang bên cơ này đó. Đôi khi các bác phải biết tư duy logic đó. Công nhận là người ta vẫn bảo là hên đỏ thôi đen quên đi đúng không, à đâu đen thôi đỏ quên đi. Thì thực sự là đôi khi các bác cũng phải tính đi, chứ không cần phải các bác vào bừa. Giả dụ bây giờ nó về này, hai đen với tép về rồi này, rô với cơ về rồi này, rô này, cơ này đó, thì cầu này đang là cầu lệch này, cầu lệch thì khả năng cầu sau về bên đen này, lật lên phát zin cho các bác đó. Tư duy logic các bác lên. Nếu mà trường hợp mà như thế này lần sau thì các bác hiểu là dãy cầu như về sau là như nào đó. Không, cầu sau thì khả năng cầu là một đen một đỏ đó, nhận ra thôi đó. Đôi khi các bác phải hiểu được cái tư duy logic đó. Lần sau có về đỏ đúng không, các bác nào xem lại clip có phải em bảo là lần sau là nó về đỏ đúng không, đấy một đen về đỏ đúng không đó. Thì các bác phải tập cho mình, nghĩa là cái thói quen tư duy logic lên, đừng có vào, nghĩa là cái tay mình đừng có bấm nhanh quá đúng không các bác. Và thứ hai là khi mà các bác chơi ấy, các bác phải test chán dãy cầu đi, sau bắt đầu là mình mới vào tiền đó, mình mới vào tiền. Giả dụ bây giờ trường hợp là em ngắm bây giờ nó tuyên về bên đen này đó, thì tỷ lệ lần sau nó sẽ về ở bên đỏ đó, tỷ lệ lần sau nó về bên đỏ. Các bác nào xem lại tua lại cái clip này giúp em xem một cái đoạn kia, có phải là ba con rô hai con cơ đúng không ạ? Thì bây giờ này, 3 con bích này, 1 con tép này, nó bẻ này đúng không ạ? Đó, thì khi mà mình test xong cái dãy cầu như thế này, ok các thứ rồi, thì bây giờ là việc còn lại của các bác là như thế nào? Việc còn lại của các bác là tăng tiền vào, ép vào nó vào bên đỏ. Vì bây giờ mình test nó về nhiều ở bên đen rồi, thì lần sau mình về bên đỏ, nó sẽ về bên đỏ. Các bác có thể test 5 vòng cầu, 10 vòng cầu hoặc 20 vòng cầu với vốn nhỏ nhé.
Nhưng mà khi mà các bác chơi, các bác phải chắc chắn là mình ép vào bên đỏ này không quá 3 lần nó sẽ về. Đó. Còn trường hợp các bác chơi khoảng tầm là 6 lần cầu tăng tiền như này. Đó. Các bác mà cứ một ăn một thua thì mình khuyên anh, dù các bác có, còn giả dụ mình có 5 triệu, mình chơi khoảng tầm là 6 vòng cầu ép tiền như này, tăng tiền như này mà còn 3 triệu, cùng lắm là 1 triệu là cháy tài khoản, thì mình cũng phải dừng. Nhưng mà mình khuyên các bác là lên hãy cắt lỗ nhá. Giả dụ 5 triệu mình bỏ vào, mình chơi mỗi ngày mình có lãi thì mình tăng cái số vốn của mình lên. Nhưng mà khi mà mình mà chơi lỗ thì mình phải giảm cái tỷ lệ nó tránh cháy tài khoản lại. Đó. Còn nếu mà cảm thấy ok được thì, và từ từ phải nhắc lại các bác này, như này, Astro này, ra hai này, rất nhiều các bác là ấn muốn thêm này. Bây giờ mình nói với các bác là đừng lên tham nhá, tỷ lệ nó ra con hai rất cao, tự nhiên đùng phát anh nó không đáng em ạ, nó không đáng các bác ạ. Các bác bây giờ thà các bác chọn ở bên đỏ hoặc là ở bên đen, nó còn hơn ở bên trên này. Đôi khi bên trên nhá, nó gài mình anh em ạ, nó gài mình, nó ra con hai còn lại, thì thử hỏi là cái tỷ lệ là 3.980.000 này nhân với 1.04 thì nó được bao nhiêu các bác? Thì có phải được hơn 4 triệu, lời của khoảng tầm là hơn 300k không? Nhưng mà các bác cứ tưởng tượng là thà các bác chọn ở bên đỏ bên đen, được một phát các bác chọn đúng thì nó có phải là lên gần 8 triệu không? Thay vì như thế, mình chọn đúng như thế này, tỷ lệ nó cao được đấy, nó được có 300k thôi, nhưng mà nó ra con 2 tự nhiên nó mất đi gần 4 triệu. Xui chưa các bác? Có phải các bác đánh đổi như thế là có đáng không? Đó. Thì khi mà các bác chơi thì các bác phải xác định rõ các bác muốn lời khoảng bao nhiêu. Đó. Nếu các bác bảo bỏ vào 5M, các bác muốn lời khoảng tầm 1 triệu ok, cần với cái trò này của mình tin chắc là 99% anh em áp dụng sẽ được cái cách chơi lời khoảng tầm là 1 triệu với số vốn như này hoặc 2 triệu. Đó, như hôm nay mình được 2 triệu. Đó. Thì lúc này các bác phải tính xem là bây giờ mình bỏ vào 5 triệu này, mình chỉ rút ra lại khoảng tầm là 1 triệu rưỡi thôi. Đó, còn mình để lại 5 triệu rưỡi. Đó, mỗi ngày tăng lên. Cái thứ nhất là nó không yêu cầu vòng cược. Đó, cái thứ hai là nó đảm bảo cho các bác là các bác chiến thắng anh em. Các bác ạ, tại sao nhiều game nó không có két? Thực chất ra với két này của mình chơi nhiều ấy, nên là có két. Mình đảm bảo cái sự an toàn của mình. Đó, nó là cái số tiền này, thực sự đó là một cái gì đó, nghĩa là mình gửi vào đây, nghĩa là mình không động đến. Đó. Và khi mà mình vào, mình chơi, mình lại cắt bớt đi. Đó. Đó là một cái gì đó, mình phải tập làm quen với cái két anh em ạ. Đôi khi mọi game không có két. Các bác, kể cả các bác chơi thua, các bác đừng động vào két. Hôm nay đã đen, bỏ, dừng thế thôi. Còn nó là cái bảo hiểm cho mình, để mình chơi lâu dài với con game bài đổi thưởng Kawin. Đó. Vì thứ nhất nó không yêu cầu vòng cược. Bây giờ kể cả mình rút sạch cái số tiền này ra cũng ok được cả thôi. Đó. Vì mình chơi bằng cái sự nỗ lực của mình, với cả mình đã kiếm được từng ngày rồi, nó không như vòng cực. Thì lần sau thì các bác vào muốn kiếm, mình ví dụ bây giờ mình muốn kiếm khoảng tầm 100k. Đó, 100k tại quy này, khả năng cầu bên ngoài con đỏ không ra đúng không? Thì lần sau nó sẽ rút được 100k luôn khi các bác lời. Đó. Nếu các bác từng này tiền các bác vào muốn kiếm 100k, các bác chỉ cần bấm vào chơi 100k các bác rút, không dùng cầu vòng cực, có phải ok hơn không ạ? Và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Và nếu các anh em thích kênh YouTube của mình thì có thể là đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi và chia sẻ video giúp mình anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye anh em.